Hơn một chục Land Rover đây. Mình sẽ mở động cơ lên đấy, động cơ xe này. Phía sau có một cái lốp xe cua nha, với mình cũng mở được này. Mở này là cổ phía sau nha các bạn. Wow. Ok, let's go. Wow. Yeah. À, đây là một chiếc xe tôn bê tông siêu to khổng lồ đây. Cái bô này mình có thể xoay được nha, đây. Đây mình không, đây mình xoay ra này. Xoay này. Đây là cái mạng cái đô bê tông nóng nha. Đây cửa mở. Cửa mở được đó nha. Đây chúng ta sẽ lên nha các bạn. Đèn này, nhạc này. Nhạc phía trên nữa nha. Ok, let's go. Wow. Yeah. Tiếp theo đây là một chiếc xe của ai bắt tâm ăn. Này, có hai con mắt nha. Anh bùi cái này. Có lô xo đây, giảm sóc đây nè. Cái này chỉ có dành cho hai người ngồi thôi mà các bạn. Wow. Ok. Tiếp theo đây là một chiếc Mini Cooper này. Đây là cơ của nó phát nha, hình như xe của nó phát nha các bạn. Nó vang đây là dễ thương nha. Ok. Mercedes DHL này, xe này chuyên vận chuyển hàng rồi mà. Này, nó sẽ mở đi sau. Wow. Nó để chật thôi nha, mở cửa phía trước này. Rất là nhẹ nhàng nha. Ok, let's go, here we go. Yeah, ok, bye bye.